Xin chào, đây là Hai Đề Tộc và đây là Bản Tin 2D, một chương trình sẽ lên sóng tối Chủ Nhật hàng tuần, cập nhật tình hình văn hóa 2D trong suốt một tuần vừa qua. Đầu tiên chia sẻ một tin buồn cho fan của bộ Kimetsu no Yaiba. Tất cả những gì được thông báo vào hôm 15 vừa rồi là trailer của mùa 3 sẽ có vào ngày mùng 10 tháng 12. Chỉ vậy thôi. Vậy mà tôi cứ nghĩ sẽ có trailer mới chứ. Uhm, nhưng không sao, có rất nhiều thông tin về các bộ anime ra mắt vào đầu năm sau cũng như các bộ đang phát sóng. Bản Tin 2D số thứ 3 xin được bắt đầu. Mùa hè anime 2022 đã kết thúc và Anime Corner đã yêu cầu độc giả bình chọn các nhân vật nam và nữ yêu thích của mình. Hơn 50.000 người hâm mộ anime đã bình chọn cho tác phẩm yêu thích của họ và đây là kết quả top 10 nhân vật nam được yêu thích nhất. Trong đó Kiyotaka, Ayano Koji là nhân vật đạt số vote lớn nhất với 10,93%, lớn gấp đôi vị trí thứ hai. Nên nhớ là thanh niên này sẽ trở lại mùa 3 khi lớp D sẽ đối đầu lớp A vào năm 2023. Còn với top 10 nhân vật nữ được yêu thích, khá buồn khi Kei chỉ đứng ở vị trí thứ hai, vị trí thứ nhất với 41.359 lượt vote là Chisato Nishikigi từ bộ Ricoris Recoil. Mặc dù bộ này vừa kết thúc và có nhiều drama cùng bị kiến trái chiều xung quanh tập cuối, nhưng Ricoris Recoil cũng là bộ anime được yêu thích nhất mùa vừa qua với 43.600 lượt phiếu vote. Nhắc nhẹ với fan thể thao là ngày 3 tháng 12, chúng ta sẽ có movie của Slam Dunk The First được sản xuất bởi Toei Animation và Dandelion Animation. Hiện tại mới chỉ có một teaser quảng bá vào tháng 2 và một poster mới vào hôm 14 tháng 10 và thông tin mới sẽ có vào đầu tháng 11. Slam Dunk là một manga thể thao của Takehiko Inoue đăng trên Weekly Shonen Jump từ ngày 18 tháng 9 năm 1990 đến ngày 4 tháng 6 năm 1996. Nó có tổng cộng 276 chương được biên soạn thành 31 tập manga đã giành được giải thưởng Sogakukan Manga lần thứ 40 cho manga shonen hay nhất vào năm 1994. Ngoài 101 tập anime chính, loạt phim này còn có 4 phim ngắn. Câu chuyện về Hanamichi Sakuragi, một thanh niên không có may mắn với phụ nữ, đã từng bị 50 cô gái từ chối làm quen. Tất cả thay đổi khi cậu gặp được Haruko, người con gái trong mộng và được giới thiệu về bóng rổ. Cuộc đời của cậu thay đổi từ đây. Vấn đề về tiền lương của diễn viên lồng tiếng là chủ đề khá nóng trong vài tháng gần đây trong cả hai lĩnh vực là anime và game. Từ việc diễn viên lồng tiếng Anh cho Jujutsu Kaisen Zero chỉ được trả 150 đô, hay drama thay đổi diễn viên lồng tiếng Anh ngay sát ngày ra mắt tập 1 của Mob Psycho phần 3. Hôm 15 tháng 10, Helena Taylor, người lồng tiếng cho nhân vật chính trong game Bayonetta, đã đăng một video lên Twitter giải thích lý do tại sao cô không quay lại dự án Bayonetta 3 và kêu gọi tẩy chay trò chơi. Trong các video trên, cô tuyên bố rằng Platinum Games đã đề nghị mức cố định là 4.000 đô la Mỹ để cô hoàn thành vai trò của mình, mức lương mà cô coi là một sự xúc phạm. Cô đang kêu gọi người hâm mộ tẩy chay trò chơi và dùng tiền định mua game để quyên góp từ thiện. Bên phía Platinum Games thì đưa ra một số giải thích về yếu tố trùng chéo khác nhau khiến Helena Taylor khó có thể tiếp tục vai diễn của mình và họ chọn được một diễn viên khác phù hợp hơn. Dù bên nào đúng đi nữa thì 29 tháng 10, Bayonetta 3 sẽ phát hành trên Switch và drama này đang gây ảnh hưởng xấu đến trò chơi. Near Automata phiên bản anime vừa cho ra mắt thêm một teaser giới thiệu về nhân vật, một poster mới và bổ sung 3 nhân vật mới là Commander, Operator 60, Operator 210. Trước đó vào cuối tháng 9, phiên bản anime này đã được thông báo sản xuất với 3 teaser và poster của hai nhân vật chính là Chubi và Nais. Near Automata V1.1A là anime chuyển thể dựa theo phiên bản game thành công năm 2017. Sản phẩm do A1 Pictures sản xuất sẽ khởi chiếu vào tháng 1 năm 2023. Nhân dịp công viên Ghibli sẽ bắt đầu mở cửa từ ngày 1 tháng 10 sắp tới tại Bảo tàng Nghệ thuật tỉnh Aichi. Studio sẽ cho in trở lại poster, áp phích và sách của 23 bộ phim từng phát sóng. Điều đó bao gồm 49 poster gốc quảng bá trong thời gian đầu cũng sẽ được khôi phục. Các poster này cũng sẽ được bán với kích thước B2 5 x 7 cm với giá 1320 yên cho một tấm, tức 200.000 Việt Nam. Về công viên Ghibli thì sẽ có 3 khu vực chính là nhà kho Ghibli, Shishuno Oka, rừng Donoko với các khu cà phê mèo, bảo tàng tác phẩm, khu vui chơi ngoài trời. Ngoài ra sẽ có hai khu vực là ngôi làng Mononoke và thung lũng phù thủy sẽ được mở rộng trong năm 2023. Hôm 15 tháng 10, Dragon Stampede công bố trailer thứ hai, một video mới và lịch phát sóng vào tháng 1 năm 2023. CGI Studio Orange là bên sản xuất, còn Crunchyroll sẽ phát hành nó trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Anime dựa trên bản manga gốc do Yasuhiro Naitao vẽ năm 1995, lấy bối cảnh hành tinh sa mạc Gunsmoke theo chân Vaster the Stampede, một tay súng nổi tiếng liên tục chiến đấu với những kẻ săn tiền thường đang tìm cách giành lấy số tiền thưởng khổng lồ trên đầu anh ta. Mang trên mình lượng vũ khí đủ để đục lỗ cả hành tinh Vast, nhưng với 60 tỷ tiền treo thưởng, hành trình của Vast sẽ gặp đầy hiểm ác. Năm 1998, Madhouse đã từng chuyển thể 26 tập tác phẩm này. Đây là lần thứ hai Trigun được lên màn ảnh. Liệu nó có thể gây bão vào tháng 1 năm sau? Spy X Family và Chainsaw Man là hai bộ anime có nội dung khác nhau, nhưng nhân dịp cả hai bộ đều đang rất hot và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, gần đây đã có một chiến dịch quảng bá liên quan giữa hai bộ này. Các diễn viên lồng tiếng của Spy X Family là Lloyd, Yo và Anya đã lồng tiếng trong một video quảng bá cho bộ Chainsaw Man. Xen kẽ trong cuộc trò chuyện của họ là những nhân vật khác nhau của manga giả tưởng đen tối như Denji, Makima, Power và Aki. Trong video dài 30 giây này, Anya còn đặc biệt dành cho Lloyd là quỷ học tập, còn Yo là quỷ nấu ăn. Anh em thấy màn co-op này thế nào? Đây có thể là pha kết hợp chúng ta không biết mình muốn, nhưng là pha kết hợp chúng ta cần. Sau Spy X Family, bây giờ chúng ta có Spy Classroom, một anime chuyển thể từ light Novel do Takemachi viết và Tomari minh họa. Bắt đầu được xuất bản vào năm 2020 trên Fujimi Fantasia Bunko và hiện đã có 6 volume. Sau một cuộc xung đột quân sự tàn khốc, các quốc gia chuyển sang chiến tranh lạnh. Một điều viên đặc biệt, Klaus chưa bao giờ thất bại trong công việc bất chấp cách làm việc kỳ quặc và anh ta đang xây dựng một đội để thực hiện nhiệm vụ bất khả thi, một nhiệm vụ với hơn 90% khả năng thất bại. Tuy nhiên, những thành viên được anh ấy lựa chọn đều là những người không có kinh nghiệm thực tế, họ sẽ phải sử dụng mọi thủ thuật trong sách vở hoặc là không để chứng minh rằng họ sẵn sàng cho nhiệm vụ này. Anime sẽ khởi chiếu vào tháng 1 năm sau. Jump Festa, sự kiện về 2 đề lớn nhất trong năm sẽ được tổ chức bởi Shueisa tại tỉnh Chiba vào ngày 17 đến 18 tháng 12. Giống như năm ngoái, nhiều hoạt động chính sẽ được phát trực tiếp, các loạt phim sau sẽ có hoạt động tại Jump Super Stage: One Piece, My Hero Academia, Black Clover, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Dr. Stone, Jujutsu Kaisen, Spy X Family, Chainsaw Man, Naruto và New Prince of Tennis. Jump Festa 23 sẽ phát hành vé cho 40.000 người mỗi ngày cho từng ngày diễn ra. Suisa thường tổ chức sự kiện này ở Tokyo mỗi năm và hội nghị có các gian hàng, bàn trình diễn trò chơi và các buổi giới thiệu sân khấu cho các loạt phim nổi tiếng từ tạp chí Weekly Shonen Jump, Shonen Jump V-Jump, Jump SQ và Saikyo Jump hội nghị thường tiết lộ tin tức về manga, anime, kịch sân khấu và trò chơi điện tử. Arknights, một bộ anime chuyển thể từ game sẽ nhập cuộc muộn vào 28 tháng 10, vừa cho ra mắt 7 video mới, thông tin về các nhân vật mới sẽ tham gia vào trailer thứ 3. Dựa vào trailer thì tôi thấy đồ họa khá đẹp và dark, trang web chính thức mô tả cốt truyện của trò chơi như sau. Đảm nhận vai trò của một thành viên chủ chốt của Rhode Island, một công ty dược phẩm chống lại căn bệnh nhiễm trùng chết người và tình trạng bất ổn mà nó để lại. Cùng với thủ lĩnh Amiya của mình, bạn sẽ tuyển dụng các Operators, đào tạo họ, sau đó chỉ định họ tham gia các hoạt động khác nhau để bảo vệ những người vô tội và chống lại những kẻ sẽ đẩy thế giới vào tình trạng hỗn loạn. Sau đây sẽ là một số update về anime của Genshin Impact được dò dỉ bởi tài khoản Twitter Anime News Impact. Bản anime sẽ lấy bối cảnh tiền truyện về kỷ nguyên chiến tranh Archon, bao gồm cả sự hủy diệt của Kyenria trước cả sự xuất hiện của Lumin và Ether. Và việc anime đã hoàn thành được một phần tư, bản anime này có vẻ sẽ chủ yếu tập trung vào truyền thuyết về quá khứ của thế giới được đề cập trong trò chơi. Nhiều người xem Twitter đã nhận ra có sự khác biệt thú vị giữa phiên bản anime và manga của Love Flops. Nhân vật tên Ilya Ilukhin được miêu tả là người Nga trong manga, nhưng là người Bulgari trong tập đầu tiên của anime và trên trang web của anime. Điều thú vị là giới thiệu tập đầu tiên Ilya là người Bulgari, nhưng lại được coi là người Nga từ tập thứ hai trở đi. Đây có vẻ là một động thái của nhà phát hành khi nước Nga đã gây ra nhiều ồn ào từ đầu năm. Kodansha đã thông báo vào hôm thứ ba rằng manga ảo tưởng thiên đường Tengoku Dai Makio sẽ có một bản truyền thể anime truyền hình ra mắt vào năm 2023. Production IG chịu trách nhiệm sản xuất. Phía sau bức tường an toàn, những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi robot. Cuộc sống tuy thiếu thốn nhưng chúng có đầy tiềm năng và sự tò mò. Thế giới bên ngoài thì như địa ngục trần gian. Nó gần như không có bất cứ thứ gì ngoài máy móc và hiện là nơi sinh sống của những giống loài mạnh mẽ và tiến hóa. Maru, với sự hỗ trợ của Kiruko, sẽ phải tìm tới Tokyo, nơi từng được cho là thiên đường. Nhưng nó có thực sự như vậy không? Đây là bộ manga của tác giả Masakazu Ishiguro và từng đứng đầu danh sách manga hay nhất cho độc giả nam vào năm 2019 của Kono Manga. Các công tố viên Nhật Bản đang cáo buộc cựu giám đốc tổ chức Olympic Tokyo, Haruyuki Takahashi đã nhận hối lộ từ Sun một công ty kinh doanh đồ chơi nổi tiếng với việc sản xuất đồ chơi sang trọng cho các bộ phim của Studio Ghibli và các bộ anime khác. Các công tố viên tin rằng ông Takahashi, 78 tuổi, đã nhận tổng cộng 8 triệu yên, 1,3 tỷ Việt Nam đồng, từ công ty Takahashi bị cáo buộc đã vận động ủy ban tổ chức Olympic mở rộng ưu đãi cho Sanero về việc bán hàng hóa cho Thế vận hội. Do từng giữ vị trí cao, Takahashi có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn các nhà tài trợ cho Olympic. Cảnh sát trước đó đã ba lần bắt giữ ông này vì tình nghi nhận hối lộ liên quan đến tài trợ Olympic từ ba công ty khác nhau: Aoki Holdings, Kadokawa và Daiko Advertising. ABC Animation đã đăng một đoạn video quảng cáo teaser vào hôm thứ Tư để thông báo rằng bộ line novel Suyokute New Saga sẽ có một anime truyền hình ra mắt vào tháng 7 năm sau. Câu chuyện lấy bối cảnh là một thế giới bị bỏ hoang bởi một cuộc xâm lược của quỷ. Nhân vật chính, Kai, khuất phục quỷ vương bằng sức mạnh cuối cùng còn lại của mình, nhưng sau đó anh ta bị đưa trở lại quá khứ 4 năm. Tận dụng những ký ức và kinh nghiệm đã có trong kiếp sống cũ của mình, Kai quyết tâm không để lịch sử bi thảm lặp lại. Dưới đây là một số tạo hình nhân vật đã được giới thiệu. Một drama ồn ào xảy ra trên Twitter tuần vừa rồi vào 13 tháng 10, họa sĩ AT với ID Haruno Incho livestream vẽ bức tranh về Raiden Shogun trên kênh Twitch cá nhân. Nhưng trước khi AT vẽ xong tranh của mình thì một trong những người xem của anh đã dùng phần tranh đang vẽ dở kết hợp các công cụ AI để hoàn thành chiếc bức tranh và đăng lên nick cá nhân của mình với ID là Musaiz. Người này đã đăng bức ảnh của mình 6 tiếng trước tác giả thật và lấy lý do để chứng minh bức ảnh là thuộc sở hữu của mình. Thậm chí người này còn yêu cầu AT phải ghi nguồn bức tranh của mình. Nhưng những người dùng khác đã chỉ ra việc AT bắt đầu vẽ từ 18 tiếng trước khi bức tranh được đăng lần đầu, đồng thời chỉ ra bức tranh bằng AI có nhiều nét sơ sài, bệt màu so với tác giả gốc. Sau vài giờ, Twitter của tên trộm Musaist bị khóa lại do phản ứng tiêu cực từ cộng đồng. Nếu bạn chưa biết, việc vẽ tranh bằng công nghệ AI tuy ngày càng phát triển nhưng vẫn vướng phải tranh cãi khi nhiều họa sĩ đã bị AI sao chép một cách trắng trợn và nạn cướp tranh ngày càng nghiêm trọng hơn. Chainsaw Man thực sự đang tạo ra một cơn bão trong hai tuần qua. Với những người mới chỉ vừa biết tới bộ anime này thì nó dựa trên bản manga của tác giả Tatsuki Fujimoto. Sau hai tập phát sóng thành công, bản thân tác giả đã có những lời khen trên Twitter của mình dành cho chất lượng hình ảnh, phần opening và ending. Một số lượng người đọc manga đã đặt câu hỏi về việc Fujimoto có tham gia vào sản phẩm anime này không và đưa ra nghi ngại về chất lượng về sau. Trợ lý tác giả là Shin Haylin đã đăng một bài post để khẳng định việc tác giả có tham gia vào quá trình sản xuất. Hoạt hình trên Showman do ông Fujimoto lên kế hoạch, sáng tác, viết kịch bản và phân cảnh. Và chúng tôi vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với đội hoạt hình của MAPPA. Tôi luôn biết ơn sự nhiệt tình tuyệt vời của các nhân viên hoạt hình trong suốt quá trình. Một tài khoản ẩn danh trên diễn đàn Harerabo đã chia sẻ lại những trải nghiệm của người này khi còn làm vị trí quản lý sản xuất của một studio anime. Bài viết khá dài nên mình sẽ nêu các ý chính. Một tác phẩm hay anime gốc rất khó để nó được công nhận cho đến khi nó được phát sóng. Các anime gốc thậm chí còn tốn nhiều tiền hơn vì chúng tôi phải tự mình chuẩn bị kịch bản từ đầu và không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ bán được. Nếu nó không bán được, chúng tôi sẽ phá sản do thua lỗ. Khi tôi tìm trong danh bạ điện thoại của công ty, có rất nhiều công ty đã phá sản. Nếu bạn gọi 10 công ty, có lẽ ít nhất một trong số họ bị phá sản. Lương của hoạt họa viên rất thấp khoảng 250 yên, tức 1,68 đô la cho mỗi bức tranh. Bạn thực hiện 8 bức vẽ trong 8 giờ một ngày, 250 x 8 sẽ là 2.000 yên, tức 13 đô la, mức lương còn thấp hơn một nhân viên cửa hàng tiện lợi. Mức lương cho các hoạt họa viên ở Nhật Bản đã giảm đến mức số lượng người muốn trở thành hoạt họa viên đang giảm nhanh chóng. Trước đây, mọi người thường nói đùa rằng thả gửi tác phẩm anime ra nước ngoài, nhưng bây giờ không còn là trò đùa nữa. Nếu chúng ta nói về trình độ, nước ngoài tốt hơn các hoạt họa viên Nhật Bản, nếu chúng tôi có thời gian, chúng tôi vẫn có thể thay đổi, nhưng hiện chúng tôi không có. Tôi thường hoàn thành công việc trong 12 đến 13 giờ, đó là lý do tại sao chúng tôi luôn có túi ngủ trong studio. Không có ai trong ngành công nghiệp anime quan tâm đến quá trình sản xuất, vì vậy các cuộc họp phải được sắp xếp vào sáng sớm hoặc tối muộn. Và về cơ bản bạn phải có mặt cho những cuộc họp đó. Một số người nghỉ việc vì bệnh tâm thần, những người khác vì họ có vấn đề về thể chất. Những người khác thì họ đột ngột biến mất. Có đủ loại người. Tôi quyết định nghỉ việc bởi tôi nghĩ rằng tôi không thể làm gì với nó. Chúng tôi đang ở trong một ngành công nghiệp không có gì tử tế và tương lai rất đen tối. Mặc dù vậy, chắc chắn năm nay sẽ có những nhân viên mới. Đến đây thì bản tin 2D tuần này xin được kết thúc. Mùa thu anime chỉ vừa bắt đầu và sẽ có nhiều tin tức trong thời gian sắp tới. 2D tộc là nơi cập nhật hợp lý nhất cho anh em. Nếu có góp ý gì thì hãy comment xuống dưới. Và nếu đây là lần đầu tiên tới với chúng tôi, hãy subscribe để thấy những nội dung khác trên kênh nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần tới.